Cookie mến chào tất cả các em thân thương. Các em ơi, hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tự làm lay dot chơi tại nhà an toàn và hiệu quả như thế nào nha các em. Thì những vật liệu này á là có sẵn trong nhà bếp. Chị Cookie sử dụng muối hồng để tạo ra một màu đặc biệt ngay sau phía sau video nha. Và chúng ta sẽ có là bột mì, màu thực phẩm, dầu ăn và kim tuyến nữa. Bây giờ hãy cùng chị Cookie làm nha. Một cup bột, cho 1 cup bột mì vào nha. 1 cup. Và nửa muỗng muối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước vào. Nửa cup nước các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy trộn bột cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy là bột cầm lên dẻo mềm và không có dính tay nhiều là chúng ta đã thành công. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho màu thực phẩm vào nha. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được lay dot như chúng ta mong muốn rồi các em ơi. Và bây giờ đến cái công đoạn quan trọng đó chính là chúng ta sẽ nhuộm màu cho đất sét của chúng ta. Đầu tiên đó chính là màu đỏ. Và thật ra là chị Cookie muốn làm một cái màu khác, đó chính là màu hồng sen. Cho nên chị Cookie đã trộn muối hồng. Và khi mà chúng ta trộn muối hồng với lại màu đỏ thì sẽ ra một cái màu hồng sen như thế này đây các em ơi. Wow, gà các em có thích không? Chị thì rất là thích cái màu này luôn. Cho nên với lại muối hồng á thì chúng ta lại được là an toàn thêm nữa nha các em. Muối hồng thì rất tốt cho sức khỏe và lại rất là tốt cho da tay nữa đó. Và video của chúng ta đến đây là hết rồi. Chị Cookie xin chào tạm biệt tất cả các em nhỏ nha. Hy vọng là các em sẽ thích video này, có được những cái đất sét play road chơi tại nhà an toàn và hiệu quả nhé. Chị Cookie mến chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.